Xin chào các bạn, mời các bạn đến với Nghĩa Trang Liệt Sĩ của tỉnh Hậu Giang. Nơi này, kiến trúc của Nghĩa Trang này nó cũng khá đặc thù so với các Nghĩa Trang khác mà chúng ta đã đi qua. Và bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau lên đây để chiêm ngưỡng cái kiến trúc của Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh Hậu Giang, cũng như là thắp hương tri ân với các liệt sĩ nằm tại tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn theo tôi. Thưa các bạn, nghĩa trang này lại không có lối đi vào thẳng ở cổng trung tâm vào, mà lại có hai đường đi ở hai bên, tạo thành một cái kiến trúc tổng thể rất là đẹp. Bên phải của chúng ta là đền thờ liệt sĩ. Hệ thống mộ của các liệt sĩ nằm ở đằng sau phía tượng đài, đài tưởng niệm. Cái đài tưởng niệm ở tỉnh Hậu Giang này, cái kiến trúc khá là bắt mắt và đẹp. Nó thể hiện sự uy nghi, sự hùng tráng, cũng như là kiến trúc về thẩm mỹ rất là đẹp. Trước mặt cái đài tưởng niệm là một khoảng sân khá là rộng để cho các quan chức của tỉnh cũng như lãnh đạo của nhà nước, mỗi một lần có một cái dịp lễ gì đó thì họ sẽ tập trung ở đây để dâng hương dâng hoa tưởng nhớ đến các liệt sĩ. Một không gian tổng thể rất đẹp. Thưa các bạn, xa xa ở hai bên và đằng sau tượng đài tưởng niệm đó là hệ thống mộ của các liệt sĩ của tỉnh Hậu Giang. So với mộ ở bên Sóc Trăng hoặc Bạc Liêu thì ở đây mộ của chúng ta bia cũng khác, với cái thiết kế bia là khác. Nó khá là khác so với các cái nghĩa trang trước mà chúng ta đã đi. Mộ ở đây cũng khá nhiều. Đài tưởng niệm rất đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dâng hương để thì trên đường đi có một áng mây mà tôi đã quay được hình một người lính đầu đội mũ ngụy trang và tay cầm khẩu súng. Tôi đã quay được hình ảnh đó khá là đẹp, và lát nữa tôi sẽ lồng ghép vào trong clip để cho các bạn cùng nhau trải nghiệm. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển sang Nghĩa Trang Liệt Sĩ của tỉnh Cần Thơ. Xin mời các bạn theo tôi. Xin chào các bạn, chúng ta đang đứng ở cổng của Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố Cần Thơ. Chúng ta đến đây lúc này là 6 rưỡi chiều, cho nên cổng của Nghĩa Trang đã đóng. Chúng ta không vào đó để thắp hương tưởng niệm được. Cho nên ở đây chúng ta sẽ di rời tiếp sang Vĩnh Long, để rồi tại tỉnh Vĩnh Long chúng ta sẽ quy tụ các liệt sĩ của ba tỉnh, đó là tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Và tại Vĩnh Long chúng ta sẽ tri ân các liệt sĩ và mời các liệt sĩ đón rước các liệt sĩ lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Đây cũng là một cái điều đáng buồn, hơi buồn vì chúng ta không vào thắp hương tri ân các liệt sĩ được. Nhưng không sao, vì chúng ta đã có điểm đến, đó là nghĩa trang của liệt sĩ của tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng di chuyển sang Vĩnh Long. Mời các bạn theo tôi. Xin chào các bạn, chúng ta
đã có mặt tại đài tưởng niệm của tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta đã di chuyển từ Cần Thơ, từ Hậu Giang vào đến Vĩnh Long, và ở đây, tại điểm này, chúng ta sẽ đưa rước tất cả các vong linh liệt sĩ của ba tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Trước mặt các bạn đó là đài tưởng niệm chiến thắng Mậu Thân của thành phố Vĩnh Long. Nó rất là đẹp và hoành tráng. Mời các bạn chúng ta cùng lên đài để làm những việc cần thiết. Một cái đài tưởng niệm rất đẹp thưa các bạn. Em đẩy cái loa vào trong. Đây để vào đây để còn lên lệnh. Xin thưa các bạn, tôi xin bật mí cho các bạn một điều vô cùng kỳ diệu. Đó là cái áng mây người lính ở trên chặng đường chúng ta đi vào Hậu Giang. Trên xe tôi đã xuất hồn và tôi kiểm tra. Tôi biết được đó là vong linh của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã theo chúng ta từ chiến trường Quảng Bình vào đây. Và đến lúc này, anh muốn tại nghĩa trang này hát tặng anh bài hát viết về anh. Đó là bài hát Cùng Anh Bước Chân Trên Đường Dài. Trước khi chúng ta tri ân với anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, thì tôi xin nhắc lại lịch sử của Nguyễn Viết Xuân. Đó là một chiến sĩ ngoài Bắc đã tập kết vào trong chiến trường Quảng Bình và hy sinh tại đó. Anh hy sinh với một câu nói bất thủ, đó là nhằm thẳng quân thù mà bắn. Một câu nói bất thủ đối với lực lượng vũ trang, lực lượng quân đội của chúng ta thời kỳ bấy giờ kháng chiến chống Mỹ. Đó là một cái gì đó nó giống như một cái sức mạnh tinh thần cho chiến thắng của cái lực lượng quân đội Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ. Đây là một người chiến sĩ rất xuất sắc và là anh hùng tiêu biểu cho lực lượng vũ trang của chúng ta. Còn bây giờ, lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh liệt sĩ có danh hoặc vô danh hoặc cũng có thể bị bắt làm âm binh tại tỉnh Hậu Giang, tập trung tại chân đài tưởng niệm của thành phố Vĩnh Long. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 20.000 thiên binh quy tụ toàn bộ vong linh liệt sĩ có danh cũng như vô danh, cũng như có thể bị bắt làm âm binh ở thành phố Cần Thơ, tập trung tại chân đài tưởng niệm của thành phố Vĩnh Long. Lệnh cho thập nhị tướng quân cùng 20.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh liệt sĩ của tỉnh Vĩnh Long có danh hoặc vô danh hoặc cũng có thể bị bắt làm âm binh, tập trung hết tại chân đài tưởng niệm. Và bây giờ lệnh đã đi, chúng ta cùng nhau kiểm tra lệnh. Có gì đó. Có gì đó. Tôi trực tiếp xuất hồn làm sạch khu vực đài tưởng niệm. Lệnh cho Bát Tiền hỗ trợ bản vương làm sạch khu vực đài tưởng niệm để cho tất cả các vong linh liệt sĩ ba tỉnh tập trung tại đây. Được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại. Được rồi, thưa các bạn. Bây giờ mời anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Xuân đứng lên trên đầu.
mời các chiến sĩ vong linh liệt sĩ của ba tỉnh đứng thành hàng. Tôi xin hát tri ân với Nguyễn Viết Xuân, đồng chí Nguyễn Viết Xuân và tất cả các vong linh ba tỉnh bài hát Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài. Qua núi, qua sông, qua đồng lúa chim, ta nghe sao xuyên tiếng gọi thiên tha. Ngọn lửa trong tim những chiều hành quân sáng lên lời ca những người anh hùng. Qua đất Trung Du xanh màu lá biếc, quê anh yêu dấu tím đỏ đôi xin, chân bước đi xa lòng con để lại quê hương anh đó ngỡ quê hương mình. Nguyện viết xuân lời anh nói thiết tha, theo ngọn gió bay xa rụt rã thôi thúc trong lòng tôi tiến quân ra đường dài. Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi ở thắm sôi trong máu. Nguyện viết xuân trận địa khắp nơi nơi, anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn. Đôi mắt mắt như lửa soi đốt thiêu quân thù này. Trận địa đây, đất nước của mình đây, lời anh vẫn vang lên nồng cháy. Kể từ nay sông núi hay biển khơi còn in dấu chân anh đời đời. Thưa các bạn, đây chính là lý do mà anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã theo đoàn chúng ta từ Quảng Bình và về tận Vĩnh Long này. Qua sông qua đồng lúa chín, ta nghe sao xuyên tiếng gọi thiên tha. Ngọn lửa trong tim những chiều hành quân sáng lên lời ca những người anh hùng. Qua đất Trung Du xanh màu lá biếc, quê anh yêu dấu tím đỏ đôi xin, chân bước đi xa lòng con để lại quê hương anh đó ngỡ quê hương mình. Nguyện viết xuân lời anh nói thiết tha, theo ngọn gió bay xa lưu khúc ca rực rỡ thôi thúc trong lòng tôi tiến quân ta đường dài. Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi còn đắm sôi trong máu. Nguyện viết xuân trận địa khắp nơi nơi, anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn. Đôi mắt mắt như lửa soi đốt thiêu quân thù này. Trận địa đây, đất nước của mình đây, lời anh vẫn than lên nồng cháy. Kể từ nay sông núi hay biển khơi còn in dấu chân đời đời. Để đây còn lên lệnh. Bắt đầu chưa? Thưa các bạn, bây giờ xin kính mời
anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Xuân đứng lên trên đầu, mời tất cả các liệt sĩ của ba tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long đứng thành hàng, ngẩng cao đầu nhìn về đất mẹ tươi đẹp này một lần nữa. Tôi xin chân với vong linh liệt sĩ và hãy mời và thân mời các vong linh liệt sĩ theo tứ đại hộ pháp, tứ đại thiên vương và thập nhị tướng lên để đầu thai. Thưa các bạn, đây là điều mà chúng ta mong mỏi, đây là điều mà các vong linh liệt sĩ mong mỏi, đây là điều mà cả tổ quốc mong mỏi. Và hôm nay tôi đã hoàn thành xong cái phần của các cái tỉnh Nam Bộ. Và chúng ta chỉ còn lại các cái tỉnh Tây Nguyên nữa. Và vòng về mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chúng ta đã xong hành trình này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lệnh. Ôi trời, đây chính là sự hiện hữu của đồng chí Nguyễn Viết Xuân trên chặng đường từ Quảng Bình. Vì đồng chí này hy sinh ở chiến trường Quảng Bình, đã theo chân của đoàn cùng với đoàn vào tận trong Vĩnh Long này. Và bây giờ chúng ta đã làm được một điều rất tốt đẹp cho tất cả các vong linh liệt sĩ của ba tỉnh, cũng như là anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Xuân. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển ra Tây Ninh, Bình Dương và bốn tỉnh Tây Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.